Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đang từng bước được kiểm soát. Trước thực tế trên, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội nên xem xét nới lỏng thêm cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thiết yếu để giúp người dân có cuộc sống bình thường mới. Nên cho hàng quán phục vụ tại chỗ, công viên được hoạt động. Mới đây, trả lời báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết, trong bối cảnh hiện tại, thành phố Hà Nội nên xem xét cho mở lại các hoạt động xã hội, kinh doanh. Theo đó, Hà Nội nên cho mở cửa dân, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời như công viên, vườn bách thảo để cho người dân được tham quan đi lại. Bởi vì đi lại tại những địa điểm trên sẽ không xảy ra tình trạng tụ tập đông người. Các quán cà phê, quán ăn cũng nên cho mở trở lại. Đặc biệt, các quán cà phê, quán ăn ở ngoài trời nếu trong nhà thì phải giữ khoảng cách thông thoáng, thời gian đầu có thể phục vụ 50% công suất, sau đó tùy tình hình để tăng dần lên. Cũng quan điểm trên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp, trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, cho biết các cửa hàng ăn uống tại Hà Nội hiện có thể phục vụ tại chỗ, tuy nhiên cần đáp ứng nhiều điều kiện. Ông Phu nhìn nhận, ví dụ số lượng người được phục vụ là bao nhiêu, giãn cách như thế nào, thực hiện tốt 5K, bởi hiện nay những nguy cơ khi tụ tập đông người là còn rất cao những ca mắc cộng đồng vẫn còn đặc biệt đều là những nơi thường xuyên tiếp xúc đông người như ở bệnh viện việt đức la khê hà đông mà dù vẫn còn nguy cơ nhưng hà nội nên mạnh dạn nới lỏng các hoạt động ở đâu xuất hiện ca bệnh thì phong tỏa ngay ở đó theo nguy cơ bé nhất hạn chế phong tỏa rộng để làm ăn kinh tế cho học sinh quay trở lại trường sớm theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Hà Nội cũng cần xem xét cho học sinh quay trở lại trường học ngay. Để việc quay trở lại trường học được an toàn, ông Nga lưu ý các giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường cũng như phụ huynh học sinh phải được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt, vấn đề giãn cách giữa các lớp, học sinh với học sinh phải được tuân thủ tuyệt đối. Khi đi học trở lại, học sinh chỉ nghe giảng bài và trao đổi với thầy cô, còn các hoạt động văn nghệ, hát hò nên tạm dừng để đảm bảo an toàn. Các cuộc họp trong nhà trường cũng nên đảm bảo giãn cách, vừa có thể họp trực tiếp và trực tuyến, ông đề xuất. Đối với các trường hợp, học sinh có biểu hiện ho sốt nên chủ động nghỉ học ở nhà, đồng thời đến các trung tâm y tế để khám, xét nghiệm và báo ngay cho nhà trường nếu không may mắc COVID-19 để sớm có các biện pháp xử lý. Ông Ngài nói thêm, nếu một lớp phát hiện F0 thì lớp ấy sẽ cho học sinh chuyển qua học online chứ không thể nghỉ, đóng cửa toàn trường. Nếu giáo viên đã tiêm hai mũi rồi thì không nên đưa họ đi cách ly chỉ cần xét nghiệm COVID-19 là đủ. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đa Phu, việc học sinh phải ở trong nhà quá lâu, học trực tuyến hàng ngày qua điện thoại, máy tính, có nhiều tác động tâm lý tiêu cực đến các em, đặc biệt là nhóm học sinh tiểu học. Ông cũng lo ngại, khi học sinh thiếu những hoạt động trong môi trường tập thể, hoạt động thể chất trong nhà trường, có thể ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển. Ông kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch cụ thể để học sinh có thể quay lại trường học. Ông Phu nói, đi học trở lại có rủi ro, nhưng đây là những rủi ro chúng ta chấp nhận được. Mở lại trường học là một nhu cầu cấp thiết của học sinh và các bậc phụ huynh. Xác định sống chung an toàn với dịch thì ta cần có biện pháp để đảm bảo an toàn cho các em. Nếu cứ lo ngại nguy cơ thì rất khó để các em đi học trở lại. Đóng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn thành phố Hà Nội, cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thành phố tiếp tục lộ trình mở cửa, dần phục hồi hoạt động của người dân. Song ông thừa nhận, việc học sinh chưa được tiêm vaccine có thể là rào cản lớn khiến lãnh đạo thành phố băn khoăn khi cho họ học tập trung. Theo vị chuyên gia này, việc chưa có vaccine đặc hiệu ngừa COVID-19 cho trẻ em là thực tế toàn thế giới phải đối mặt. Tuy nhiên, đại điểm chung trẻ em khi mắc COVID-19 là ít biến chứng nặng và tỷ lệ tử vong rất thấp. Nguy cơ đối với họ là không quá lớn, nhất là khi phụ huynh, nhà trường và học sinh phối hợp tốt, hiệu quả để đảm bảo an toàn khi đi học trở lại ngoại trừ một số trường hợp bị béo phì, suy dinh dưỡng, còn lại hầu hết học sinh nếu mắc cũng chỉ biểu hiện như cúm, gần như không nguy hiểm. Với tỷ lệ vaccine cho người trưởng thành đã đạt như Hà Nội, cộng với việc tuân thủ 5K, nguyên tắc giãn cách trong nhà trường, thì việc học sinh đi học trở lại sẽ tương đối thuận lợi, an toàn, ông Hùng nói. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia y tế nhìn nhận, Hà Nội không đóng mãi được vì là thủ đô, là đầu mối của giao lưu, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm, vấn đề đi lại của người dân thủ đô là rất quan trọng. Dịch đã ổn định, Hà Nội không thể mãi đóng cửa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đa Phu, hiện tại tình hình dịch ở Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát. Những ca cộng đồng giảm đi rất nhiều, chỉ ở một số ổ dịch nhỏ và số ca bệnh cũng không lớn. Việc giãn cách vừa qua đã thành công. Tất nhiên, không thể nói là không có ca trong cộng đồng trong thời gian tới vì Hà Nội vẫn là đầu mối giao lưu. Ông Phu cho biết, Vừa qua, Hà Nội đã khống chế để dịch không bùng phát. Hà Nội đã cấm các hoạt động tụ tập đông người, cấm các hoạt động có nguy cơ từ rất sớm, và đó là thành công của Hà Nội. Nói về việc có nên mở cửa các hàng quán ăn uống kèm theo điều kiện cụ thể hay không, ông Phu cho rằng, đến lúc này, khi dịch đã ổn định, thì cũng nên mở nhưng cần có quy định số người và đặc biệt áp dụng 5K. Cần thực hiện nghiêm và tốt 5K, quy định giới hạn về số người, giãn cách trong cửa hàng. Nếu mở cửa hàng mà không quy định về số người, thì không thực hiện được 5K. Không làm nghiêm thì dịch có thể bùng phát quay trở lại. Ông Phu phân tích. Cũng theo ông Trần Đắc Phu, việc nới lỏng để thực hiện mục tiêu kép là tất yếu. Thủ tướng đang giao cho Bộ Y tế xây dựng bộ tiêu chí. Hà Nội không đóng mãi được vì là thủ đô, là đầu mối của giao lưu, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm. Vấn đề đi lại của người dân đến thủ đô rất quan trọng, rồi vấn đề học sinh trở lại trường học. Tôi nghĩ rằng ở các vùng, chỉ những vùng phong tỏa mới phải thực hiện nghiêm ngặt. Các vùng còn lại vẫn có thể nới lỏng từng hoạt động, có phương án cho hoạt động đó như thế nào, sản xuất kinh doanh ra sao, lên phương án mở chợ, phương án mở ăn uống, việc thực hiện an toàn cho khu phố, làng xã, để khi mở dịch vẫn kiểm soát được nhưng không bụng phát lên, ông Phu nói. Theo ông Phu, sau khi nới lỏng giãn cách, việc có dịch ở bệnh viện có thể dự đoán vì bệnh viện là địa bàn có nguy cơ rất cao và bao gồm các đối tượng có nguy cơ cao. Đặc biệt, Việt Đức là bệnh viện tuyến trung ương, giao lưu nhiều với các tỉnh, kể cả trong nội bộ bệnh viện cũng có sự giao lưu với nhau. Việc phòng chống COVID-19 trong bệnh viện phải đặt lên hàng đầu, nguy cơ dịch vào bệnh viện rất phức tạp. Tôi cho rằng phải thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế và phải quyết liệt hơn, siết chặt hơn vấn đề tiếp đón, phân luồng, xem xét lại quy trình chống nhiễm khuẩn, làm sao hạn chế tiếp xúc giữa các đối tượng trong bệnh viện thường xuyên xét nghiệm định kỳ, đột xuất, để nếu có xuất hiện ca bệnh thì cũng không lan mạnh ra cộng đồng để đỡ vất vả và tốn kém và ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, ông Phú cho hay. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, với các bệnh viện khi xuất hiện trường hợp dương tính, phải báo cáo cho y tế địa phương để có phối hợp tiến hành phong tỏa dập dịch, cần thông báo cho các địa phương khác nếu có liên quan. hiện tại thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kịp thời khoanh vùng đúng và trúng các đối tượng nguy cơ cao. Các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đã dần được kiểm soát thông qua các biện pháp cách ly và xét nghiệm diện rộng. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội nên xem xét tiếp tục nới lỏng các hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thành quả phòng chống dịch là cần thiết trong tình hình mới. Thưa quý vị, những thông tin thời sự mới nhất trên địa bàn khu vực Hà Nội và cả nước sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.